Chào tất cả mọi người, Nhật Vân nha, mình đã quay trở lại rồi đây. Vòng TV. Sau những chuỗi ngày nghỉ đông răng rặc ở nhà thì cuối cùng hôm nay thì mình có lịch tới trường. Và ngày hôm nay cũng sẽ là buổi học cuối cùng của mình ở lớp 11 và đi nhận lớp để lên lớp 12 mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ phải mò dậy để chuẩn bị đi học đây. Do hôm nay mình đi học không có ở nhà nên là sau khi thức dậy xong thì mình sẽ gấp chăn lại cho nó gọn gàng. Tiếp theo đó thì mình sẽ buộc tóc lên để đánh răng rửa mặt. Mình còn nhớ mấy bữa trước mình đừng nghỉ thì ngày nào mình cũng ngủ đến 11 giờ trưa. Nhưng mà hôm nay đi học lại thì mình đã phải dậy sớm từ lúc 6 giờ 30 để dậy đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ đạc để đi học mọi người ạ. Đánh răng rửa mặt xong thì bây giờ mình sẽ đi lấy đồng phục để mặc vô nha. Vì hiện tại thời tiết ở Hàn Quốc vẫn khá là lạnh nên là mình vẫn phải mặc đồng phục mùa đông. Chắc cái cảnh mặc đồng phục này đã quá quen với mọi người rồi nên là mình cũng chẳng cần phải nói nhiều về cái phần mặc đồng phục này ha. Và mình đã mặc đồng phục xong rồi nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bàn để skincare vào buổi sáng nha mọi người. Nhiều lần mình từng nói với mọi người là trường mình cấm trang điểm ấy, nên là cũng nhân cái ngày mình đi nhận lớp này thì mình cũng sẽ không có make up gì quá là nồng nộn. Mình sẽ chỉ skincare vào buổi sáng, sau đó thì mình sẽ bôi kem chống nắng vào thôi. Mình nhận lớp ấy thì mình chỉ có nhận lớp buổi sáng xong rồi về thôi, nên là mình nghĩ là cái việc trang điểm không có quá cần thiết ấy, nên là mình sẽ chỉ có skincare và bôi kem chống nắng thôi. Sau khi bôi kem chống nắng và skincare xong thì bây giờ mình sẽ đi ra cái chỗ mà mình thường nắm tóc để uốn mái lên và chải đầu cho nó gọn gàng. Và đây là mình sau khi uốn mái xong nè. Ok, tiếp theo đó thì bây giờ mình sẽ đi tất để chuẩn bị đi học. Chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi, bây giờ thì mình sẽ đeo khăn quàng cổ vào để chuẩn bị đi học nha mọi người. Bởi vì thời tiết ở bên Hàn hiện tại khá là lạnh và gió nên là mình đi ra ngoài mình lúc nào cũng phải đeo khăn quàng cổ vô mọi người ạ. Với cả mình là một đứa rất là dễ ốm ấy, nên là cái việc đeo khăn quàng cổ rất là quan trọng luôn. Và mình sẽ mặc thêm một cái áo phao kim pạp để giữ ấm cơ thể. Và cuối cùng là đeo cặp sách. Thời gian mà mình đã chuẩn bị xong rồi này mọi người, bây giờ thì mình sẽ đi học đây. Hello mọi người, mình đã ra ngoài rồi đây. Bây giờ thì mình đang đi bộ ra bến xe buýt mọi người ạ. Trời đất ơi, lâu lắm rồi mình mới đi học luôn ấy. Mình nghỉ một tháng trời nè rồi. Nghỉ đông ở nhà một tháng rồi. Bây giờ bắt đi học rồi nhận lớp các kiểu ấy.
Hôm nay con đã sẽ là buổi học cuối cùng của năm lớp 11. Và mình sẽ đi nhận lớp và lớp 12 mọi người ạ. Nhưng mà tháng 3 mình mới khai giảng cơ, nhưng mà hôm nay mình có tới trường nhận lớp ấy. Thế là mọi người cùng theo chân mình đi đến trường nhá. Mình đã tới chỗ đợi xe buýt quen thuộc rồi nè. Và chiếc xe buýt quen thuộc của mình ấy thì còn 4 phút nữa nó mới tới. Chắc chắn đứng đợi một lúc thì xe buýt của mình cũng đã tới rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ trích thẻ để đi lên xe nha. Hello mọi người, mình đã tới trường rồi nè. Mọi người ơi, lớp mình chưa có ai tới nữa. Không có một người duy nhất đã tới trường. Mình là người tới thứ hai. Đi học lại mà chả ai tới luôn á. Phòng thì thương ôm luôn. Bạn ơi, cái bạn này đang ngủ nên là mình sẽ không đánh thức bạn dậy nhỉ. Tới lớp rồi, bây giờ thì mình sẽ đi cất cặp nha. Sau khi ngồi đợi một lúc thì các bạn trong lớp mình cũng đã đến đầy đủ rồi mọi người ạ. Bây giờ cả lớp mình sẽ cùng nhau dọn dẹp vệ sinh cho ngày buổi cuối cùng của năm lớp 11 nha. Nếu như bạn nào đã xem video cuối cùng của năm lớp 10 của mình thì mọi người sẽ biết là vào những cái ngày cuối cùng này thì bọn mình sẽ dọn dẹp lớp học và đi nhận lớp mới chứ không có học gì cả. Nên là ai cũng hăng say dọn vệ sinh luôn. Sau khi mình và các bạn của mình dọn dẹp vệ sinh ở trong lớp học xong ấy, thì giờ thì bọn mình sẽ đi lên cái tầng 5 để nghe diễn đàn buổi cuối cùng nói về cái năm học của mình. Tiếng Việt gọi hôm nay là tổng kết năm học các mọi người, nên là bây giờ mình sẽ lên đây để nghe tổng kết năm học nha. Và sẽ nghe thông báo về năm học tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Kim Minh Jong sinh nhật. Buổi tổng kết xong ấy thì tất cả các bạn của mình đã quay trở lại về lớp và bây giờ bọn mình sẽ nghe một thông báo rất 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 là quan trọng, đó chính là thông báo về lớp mới mọi người ạ. Bởi vì là mỗi năm học ở bên Hàn Quốc ấy thì tất cả các lớp sẽ thay đổi, nên là bây giờ mình đang nghe thông báo là năm nay mình sẽ học lớp nào nha. Và mình cầu mong là năm nay mình sẽ lại được học chung với bạn thân của mình. Cái bạn tóc ngắn đang đứng cạnh mình ấy là bạn thân của mình, nên là mình mong là mình sẽ được học chung lớp với bạn ý. Đồ ạ. Trời ơi, nó hồi hộp gì đâu á. Hồi hộp mà tim đập bịch 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 bịch. Tất cả mà đây chính là lớp học mới của mình nè mọi người. Saman Chiriban, bây giờ thì mình sẽ đi vô lớp nha. Bây giờ thì mình sẽ chọn một chỗ ngồi bất kỳ để ngồi vào chỗ. Ngày cuối cùng của lớp 11 cũng là ngày đầu tiên của lớp 12. Thật sự rất là run luôn ý. Năm nay thì mình nghĩ là mình sẽ cố gắng thân thiện hơn với mọi người để kết được nhiều bạn hơn. Bây giờ thì mình đang nghe cô giáo của mình nghe thông báo. Và bây giờ thì bọn mình sẽ điền thông tin cá nhân của mình vào một tờ giấy này nha mọi người. Cái tờ giấy này nè. Cái tờ giấy này thì nó sẽ hỏi về họ tên của mình nè, địa chỉ nhà, số điện thoại và mong muốn của mình trong lớp học này, những điều mà muốn nói với cô giáo và ước mơ của mình. Bây giờ thì mình sẽ ngồi để điền nha. A few minutes later. Ôi đất ơi mọi người ơi, sau một hồi dọn dẹp mệt xỉu thì cuối cùng bọn mình cũng được đi ăn trưa rồi nè mọi người ơi. Đi ăn trưa thôi nào. Và vẫn là cái con đường quen thuộc mà mình vẫn thường hay đi ăn trưa. Trước khi ăn thì mình sẽ lấy giấy để lau miệng.
Trời đất ơi, mình không biết là mọi người có nhớ cái phòng ăn này không, nhưng mình thật sự rất là nhớ cái phòng ăn này luôn ý mọi người ạ. Chỉ có một tháng ở nhà thôi mà nhớ đồ ăn ở trường dã man luôn ý. Không nói nhiều nữa, mọi người cùng theo chân mình xem hôm nay menu của trường mình có gì nhá. Chacha xin giới thiệu với mọi người một cái menu siêu siêu quen thuộc luôn. Menu ngày hôm nay của trường mình có mì tương đen nè, canh trứng, kim chi cải thảo, quýt và thịt lợn chiên sút chua ngọt kiểu Trung Quốc. Đầu tiên thì mình sẽ trộn mì tương đen lên trước nha. Okay, bây giờ mình mời mọi người cùng ăn trưa với mình nhé, chào một cái Samita. Cái menu này thì đã từng xuất hiện một lần ở trên video của mình rồi mọi người ạ. Và thật sự thì ngày hôm nay để chia sẻ về cái món mì tương đen này thì mình thấy ở trường mình đã cải thiện lên rất là nhiều rồi mọi người ạ. Cái vị của mì tương đen ăn đậm đà hơn rất là nhiều và nó bùi ăn ngon hơn ở trước rất là nhiều luôn ý. Ok, tiếp theo thì mình sẽ thử đến cái món thịt lợn chiên xù kiểu Trung Quốc nha. Để mà đánh giá về cái thịt lợn chiên xù này thì so với cái đợt trước mình ăn ấy thì cái món này nó đã được cải thiện hơn một chút, đó chính là cái miếng thịt lợn nó được chiên giòn hơn mọi người ạ, và nó cũng đậm sốt hơn cái lần trước rất là nhiều. Nói chung là để đánh giá thì bữa trưa ngày hôm nay vẫn ngon nha. Ok, ăn uống no nê xong rồi, bây giờ thì mình sẽ ăn tráng miệng với quýt nhé. Nói chung là quýt mùa này ở Hàn Quốc thì khá là ngọt và mát luôn. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Hả? Ok, ăn uống no nê xong rồi, bây giờ thì mình sẽ dọn nha. One hour later. Hello mọi người, sau những hoạt động của mình ở trường và cũng là ngày cuối cùng của lớp 11 và cũng là ngày đầu tiên của lớp 12 của mình, đây cũng đã là kết thúc rồi. Và video lần đây của mình cũng khá là dài rồi. Nếu như bạn thích video này của mình, nhớ cho mình một like, share, subscribe kênh của mình nha. Vũ tốt, chơi và tập viên mình đang. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người video sau nhé. Bye bye, anh nhung. Rồi thì mình sẽ đi thay đồ đấy mọi người ạ. Bye bye. Stay forever.